sao Diễm ơi? Đi vào đây cảnh sát Diễm, mẹ nhờ tí nào. Đi đây. Cảnh sát đây à? Mẹ bị mất một cái ví. Con biết cái ví đựng tiền của mẹ đúng không? Đâu đây? Cái ví của mẹ. Ừ, chắc là trộm lấy rồi, bây giờ phải phải tìm tên trộm cho mẹ đi. Ví của mẹ để ở đâu? Ví mẹ để ở đâu ạ? Mẹ để ở đâu? Giường ở đây này. Đây này. Mẹ để đây này. Ví mẹ để đây này. Mẹ để trên đầu giường đây. Ừ. Con ở đây. Ừ. Không biết ở đâu nữa, không biết là tên trộm đấy lấy giấu đâu rồi đó. Không có, mẹ kéo ở đây có đâu. Có đâu. Tên trộm nào? Ồ, không có gì cả. Không có đây rồi. Đây là áo của bố. Ừ. Tập nơ ở cái này. Con mở ra đi, con mở ra đi. Đây, đây, con. Hỏi là có ai ở đây không? Hỏi, có ai ở đây không? Trộm ơi, mày có trong đấy không? Trộm ơi đi. Trộm có trốn ở trong đây không? Đỡ ơi, con ví của mẹ ở đâu? Trộm ơi, có ví ở trong đấy không à? Trời ơi, con hỏi như thế thì đúng là chịu rồi. Để tránh ra để mẹ mở xem nào. Trộm ơi, có ví của mẹ trong đấy không? Chẳng lẽ người ta nói là có à? Hả? Cầm lấy để mẹ mở. Không có, không có rồi. Cũng không có luôn. Không có. Mẹ ơi, ca ở đây thì mẹ. Ừ. Con hỏi ca xem ca có lấy ví của mẹ không đi. Ca con ví của mẹ đâu? Chắc là ca không lấy rồi. Ca từ nãy đến giờ ca đang ngủ đây, chắc ca không lấy rồi. Ca gọi đến tàu đang cầm cái gì? Ừ, khá là buồn ngủ đấy. Gặp con buồn ngủ nha. Ừ. Cả trẻ em với con ngủ. Ừ, ai lấy ví của mẹ rồi nha.
Cắt đi. Bố Ngọc mua cho mẹ đấy, mẹ cắt đi. Bố Ngọc. Ngay bố Ngọc.